Có vẻ như cái tiêu đề video ngày hôm nay nó hơi bị cơ bản quá. Nhưng liệu thật sự các bạn đã biết buộc dây máy ảnh một cách an toàn hay chưa? Xin chào, mình là Kiệt Nguyễn và chào mừng các bạn đã tới với channel YouTube của mình. Đã bao giờ các bạn tự hỏi là làm cách nào để có thể buộc dây máy ảnh một cách vừa đẹp, vừa chuyên nghiệp và cũng vừa an toàn hay chưa? Vậy trong video lần này, mình sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn cách buộc dây một chiếc máy ảnh sao cho vừa nhanh, vừa đẹp và cũng vừa an toàn nhất nhé. Và đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một chiếc máy ảnh, không thể thiếu được rồi đúng không? Và trên chiếc máy ảnh đấy nó phải có hai phần để buộc dây như thế này. Và tiếp theo đó chính là các bạn hãy chuẩn bị một cái phần dây đeo máy ảnh. Và các bạn hãy đảm bảo rằng là ở phần dây đeo phải có đầy đủ hai bộ phận như thế này. Nếu thiếu một trong hai thì chúng ta sẽ hơi bị khó buộc đấy nhá. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng cầm một cái đầu dây này, đưa từ dưới, đưa lên xuyên qua cái vòng ở đây. Đó, đưa từ dưới đưa lên xuyên qua cái vòng ở đây này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng cho cái đầu dây này vào trong cái phần ổ khóa ở đây. Các bạn hãy nhớ là cho vào đây chứ không phải cho vào đây nha. Vào đây này. Và muốn cho nó vào dễ hơn thì chúng ta sẽ cùng cầm cái đầu dây gập vào như này và đẩy nó lên một tí. Đó. Và sau đó lại đưa vào đây. Rất dễ dàng thôi. Đưa vào này. Đó. Đưa vào đây. Sau đó bây giờ cái sợi dây của chúng ta vẫn chưa được cố định nên nó vẫn hơi lỏng lỏng này. Và các bạn phải gập cái đầu dây xuống này và cho sang phần bên cạnh. Đó, như thế này thôi, rất đơn giản. Đấy, các bạn kéo xuống. Và chỉ cần kéo xuống là các bạn đã hoàn thiện được cái phần dây buộc chúng ta rồi. Nhưng bây giờ thì cái dây của chúng ta nó hơi bị xấu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng cái phần ổ khóa nhỏ để cố định cái phần dây này vào cho nó không bị thừa ra ngoài. Chúng ta sẽ cùng đưa nó vào đây thôi. Rất đơn giản. Đấy, kéo nó xuống. Vậy là xong. Vậy là chúng ta đã buộc được xong một phần bên dây. Rất là đẹp và chắc chắn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng buộc cái phần dây còn lại nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới tận giờ phút này. Và nếu như video này hữu ích với các bạn thì đừng quên ấn like và subscribe channel của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.